Xin chào tất cả các bạn. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Trần Văn Thuân. Hiện là tôi đang giao sử dụng sản phẩm của điện tốc của Robo. Thì trước quá trình sử dụng thì cân nặng của tôi là 87 kg. Sau quá trình điện tốc 5 ngày giảm xuống còn 82 kg, tổng cộng được 5 kg. Hiện tại tôi đang cố gắng phấn đấu giảm xuống 75 kg. Và chương trình này thì cố gắng đến ngày 27/8 tôi sẽ hoàn thành chương trình giảm cân này. Cảm ơn quý vị đã